những lý do dỗi vô lý nhất của con gái. Hoàng Thủ Tỳ sẽ mai là người nói trước nào. Một, thằng nói trước nha. Một, hai, ba. Hoàng Thủ Tỳ đi. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Em nói trước. Rồi, ok, quay ra đây. Ừ, em thắng. Ủa, em có biết em thắng luôn hả? Không, anh. Một, anh em lên mạng xã hội nhưng mà không chỉnh sửa. Tại vì em không muốn người khác thấy mặt mộc của em. À, đây là dối đúng không? Ok, em top 2. Còn em hả, là ghét tin nhắn em chậm, em cũng giỏi. Ghét tin nhắn chậm là dối luôn. Thế nhưng đâu người ta đang đi làm thì sao? Mấy cái em không cần biết. Ta thế bố phải vả cho cái. Ôi, em ơi, vô lì đến thế là cùng luôn đấy. Trời ơi, người ta bận, người ta đang đi làm thì sao? Top 3. Chỉ cần nhìn người khác giới thôi là em sẽ giỏi. Nhìn người khác giới là dối. Thế nhưng đâu người ta nhìn đồng nghiệp người ta sao hay là bạn bè không thích, người ta gặp người quen thích, không thích, không thích, không thích là dối luôn. Đúng. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Có buồn không? Còn em hả, là đi chơi mà chụp hình xấu cho em giỏi, chụp hình xấu em giỏi. Đi du lịch chụp hình xấu là dối. Đúng rồi. Ông chính sao thế? Thì đi chơi mà chụp hình xấu về là có ảnh ướt đâu. À, nên là dối liền. Rồi, ok, top 5. Đi ngủ mà không chúc em ngủ ngon. Là dối. Đúng. Tao lấy mày. Trời ơi, tại sao vậy? Tại vì em nhạy cảm về mấy thứ đó. À, con gái nhạy cảm, giác quan xấu. Anh không cho em ngủ con lái khác rồi. Rồi, ok thì tốt xấu. Là đi chơi mà nhầm lúc quên xin em. À, em giỏi là em giỏi là nhầm lúc là chia tay. Uầy, quên xin thôi. Không được ra anh thế. Cái quản này, trường hợp này là chuẩn này. Anh gặp nhiều pha như thế lắm rồi đấy. Đi chơi mà quên xin là về là chia tay liền. Thật là vãi. Vào lớp liền luôn. Luôn. Ok, top 7 bé. Em thích là em giỏi. Vãi đái thật. Thích là dối. Em còn vô lý hơn bằng này luôn. Không, tại vì em nắng mưa thất thường, em nhìn mặt em ghét là em cũng giỏi. Khó nhở, có người yêu khó nhở. Thật đấy, rồi, chiều người yêu còn khó hơn nữa. Top 8 bé. Không biết túm tóc em lên. What? Là sao? Là em giỏi. Nhưng mà không biết túm tóc ở đây là túm tóc là túm như nào? À, ấy không túm tóc em lên. What the hell? Ấy không túm tóc em lên là ấy cái gì? À, đi ăn mà thấy tóc em dài, em túm tóc em lên là em giỏi. À, anh nghĩ em túm cái khác thôi. Rồi, ơi, ok, ok. Rồi, tiếp nào, top 9. Em không thích anh kêu người khác bằng bé. Không thích kêu người khác là bé. Em mãi mãi là em bé của một mình anh. Đúng, đúng. Ok, kêu người khác là bé phát là thôi, bye luôn. Ly biệt cùng tình. Tiếp luôn à, top 10. À, em nói em đi ăn cơm mà quên chút em ăn cơm ngon miệng là em giỏi. Đôi khi ấy, người ta bận nhiều việc người ta quên thôi mà, có sao đâu. Tại vì thích giỏi. Thích thôi, đam mê con gái à em. Là để mong muốn là chỉ được để quan tâm hơn một tí đúng không? Nắng mưa gì em cũng giỏi hết á. Thế trong top 10 những cái điều mà các em vừa nói thì các em thấy điều nào là dối vô lý nhất? Em không thấy cái nào vô lý chứ, em thấy đúng mà. Thế còn em thì sao? Em cũng thấy vậy. Tức là đối với em, con gái dối là không có gì vô lý, mà dối là các anh xứng đáng phải nhận điều đó. Đúng không? Ôi, tôi sợ thật các ông ạ. Em tên là gì, sinh năm bao nhiêu và đến từ đâu? Em sinh 2007, em tên là Huỳnh Kim Ngân, đến từ Trà Vinh. Gái Trà Vinh 2007 hả, bé? Trời ơi, có yêu chưa? Em chưa. Còn em thì sao nào? Còn em hả, em quê Kiên Giang, 2007 luôn. Ở đâu quê rồi? Kiên Giang. Ok, chào các bạn. Còn lý do nào dối của con gái vô lý nữa thì comment xuống dưới này cho Vi Hoàng và Esmic cùng biết nhá. Thank you.